Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Đây là một live stream bất chợt và không có thông báo trước gì hết. Hùng vừa mới nhận được thông báo có giải cầu lông Hà Nội mở rộng và bây giờ mới đến sân. Rất tiếc là hai set đấu đã trôi qua và đây là set đấu thứ ba, set đấu hay nhất. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Học và Sơn rất cố gắng. Và đối thủ của họ là Hải và Đồng. Hai cặp đôi rất có tiếng ở cầu lông phong trào. Phía gần màn hình của chúng ta, vận động viên Sơn và Nguyễn Học, hai tay vợt sinh viên. Và đối thủ của họ cũng thế, hai tay vợt cũng là sinh viên. Đó là Đồng Phạm và Hải Ba Sao. Hello Bùi Quang Huy, xin chào Nguyễn Đăng Thanh, xin chào anh An Quyết Thắng nhá. Xin chào 32 người xem và vừa bật live stream ngày có 32 người xem rồi. 37 rồi, tuyệt vời quá, rất là mong mọi người giúp Hùng chia sẻ cái live stream này đúng không ạ? Giải đấu hình như là chỉ diễn ra một ngày hôm nay thôi. Và đã hết gần hết buổi sáng rồi, tuy nhiên cũng chưa có nhiều trận đấu hay. Buổi chiều nay sẽ có rất nhiều trận đấu hay và mọi người sẽ được thưởng thức. Hùng sẽ live stream tất cả những trận đấu hay nhất gửi đến mọi người. Bởi vậy mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này để có nhiều người xem hơn, Hùng có nhiều năng lượng hơn nào. Thủ rất tốt. Một pha cầu đầy cảm giác của Nguyễn Học. Dương ơi, giải này không có đơn à? Ok, giải năm nay không có đơn mọi người nhá. Chỉ có đôi thôi. Và sao Nguyễn Học nó lại đánh đôi? Năm trước thì giải được tổ chức có cả nội dung đơn nam, nhưng mà năm nay thì không có. Nhà thi đấu Hoài Đức, đúng rồi anh Tùng Sơn, quá chuẩn luôn. Bật thông báo sẵn rồi anh, thấy là xe má. Ok Hoàng Hải, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, đua cầu ngang. Có vẻ nhà thi đấu hơi loãng nên là các vận động viên đập cầu cảm giác nghe tiếng. Chêm cầu rất hay được Nguyễn Học. Hello anh Huy Neo nhá, xin chào fan cứng Huy Neo. Cho Hùng thấy những người chia sẻ đầu tiên để Hùng chào và cảm ơn đúng không ạ? Xin chào Tiến Khổng Lồ nhá. Hello anh An Quyết Thắng, toàn những người xem quá là quen thuộc. Trọng tài xác định phát cầu tốt. Vận động viên Hải đang phản đối quyết định của trọng tài nhưng có vẻ là không được rồi. Trọng tài rất nghiêm nghị. Hello Yên Vũ, đây là giải cầu lông Hà Nội mở rộng năm 2019 nha em, đang được tổ chức tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức. Xin chào Trịnh Linh, xin chào Hoàng Nguyễn, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể comment một hoặc comment một điều gì đó để Hùng có thể nhìn thấy tên, Hùng có thể biết rằng ai đang theo dõi ủng hộ live stream Hùng ạ. Đập cầu. Tiếp tục là một pha đập cầu của vận động viên Hải. Tỉ lưới rất hay. Đây là trận đấu thứ 3 nha mọi người. Điểm số đang là 3-2 cho cặp đôi Sơn và Học. Vâng. Về cầu rất hay của Nguyễn Học. Vẫn còn. Hay lắm. Rồi, cơ hội tấn công. Đập nhẹ quá nhỉ. Đó là một pha, vâng, một pha cầu giằng co. Rất cố gắng. Đồng Phạm cũng phải lăn lê bò toài ra sân rồi. Đấy mới là phong cách của bạn Đồng Phạm. Một phong cách 100% phong trào luôn. Hay quá nhở. 101. 102. Rồi, đập cầu rất vít. Kết thúc pha cầu đến từ tay vợt Hải Ba Sao. Xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Nguyễn Thành Trung nhá. Hello, hello. Hello 119 người đang theo dõi live stream Hùng, có thể cho Hùng thấy con số 1000 đúng không ạ? Mỗi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ nào. Lâu lắm rồi không nhìn thấy 1000 người xem. Lần trước Hùng live stream còn hơn 2000 cơ. Bây giờ có hơn 100 người bọn, vẫn hơi ít. Mọi người chia sẻ nhiều đi, buổi chiều mới nhiều trận hay. Mọi người xem tha hồ luôn. Ok, xin chào anh Phan Cứng Sáu Viên, xin chào Phan Cứng Gấu Biển. Hello anh Linh Milo, vẫn chưa làm fan cứng anh. Dạo này hình như hơi ít xem ly của thằng em rồi. Vâng, rõ ràng đây là một trận đấu rất hay. Điểm số, vâng, mới chỉ 3 điểm số đầu tiên thôi. Điểm số đang là 3 đều, xem đấu thứ 3. Rất là kịch tính ạ. Trước mắt các bạn đây đang là trận đấu vòng loại của giải cầu lông Hà Nội mở rộng năm 2019 đang được tổ chức tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức nha mọi người. Nếu mọi người ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận mà muốn xem trực tiếp trận đấu thì hãy đến với sân nhà thi đấu Hoài Đức. Ở địa chỉ ở đâu thì anh em search Google Map nhá.
Em chào anh Phan Cứng Thiên Trần. Xin chào anh Bảnh Phùng. Điểm cầu rất hay. Vẫn còn, không còn rồi. Dứt điểm rất hay từ Nguyễn Học. Đập cầu tốt. Vâng, điểm số 4 đều ạ. Xét đấu thứ 3, đặc biệt là có sự live stream của Sport Hùng thì phải. Nên là các vận động viên đang thi đấu rất tập trung. Mọi người có nghe tiếng Hùng nói không ạ? Alo. Không phải là không nghe tiếng cầu đâu ạ, mà là sân loãng quá. Vẫn lên, thủ cầu rất hay từ Đồng Phạm. Vẫn còn, không còn rồi. Ở đấy mà ngã xuống nó chêm phát vào lưng nữa thì hơi bị sót đấy. Em chào chị Trang Ly nha, Đắk Lắk. Chào toàn thể anh em nha, ok. Chào Phan Cứng, anh Đăng Tuân. Chào tất cả mọi người. Điểm số 5 đều, vâng, rất căng thẳng. Ok, Uyên Vũ tí trà đá luôn. Người Nguyễn Học rất dẻo nhưng pha chêm lưới cực kỳ hay. Tí hay quá, tiếp tục, vẫn còn, hay quá nhở. Rất cố gắng từ Đồng Phạm, dướn người cực tốt luôn. Bên kia đập lại, bom. Ôi, rất tiếc cho pha thủ cầu của vận động viên Sơn. Triệu đánh giải này không Dương? Ngọc Triệu không đánh giải này nha anh Huy Neo ơi. Hello 175 người xem, mỗi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ nào. Điểm số 65. Vâng, vừa vòng đấu ngoài đã có những trận đấu hay như thế này rồi thì vòng trong chả có lý do gì mà nó không hay hơn cả. Điểm số 6 đều. Liên tục là những màn rượt đuổi điểm số đến từ hai đội vận động viên. Nguyễn Học giao cầu. Học thủ tì quá hay luôn các bạn ạ. Rất tiếc. Đó, một tình huống cạch cầu. Điểm 76. Hải Ba Sao giao cầu. Hay quá nhờ, quá dẻo. Được. Sân loãng thật, đập cảm giác chả thấy tiếng gì luôn. Thủ hay quá. Ôi rồi ôi, Nguyễn Học rất đáng tiếc, đó là một tình huống hơi tham cầu Nguyễn Học. Thì chính xác là một tình huống ngẫu hứng không đúng lúc. Thiết về quê không đánh à Dương? Thiết về quê rồi, đúng rồi Uyên Vũ. Dương cặp với ai? À Dương Hưng à, lại cặp lung tung quá nhỉ. Thắng trận nào chưa? Thế chưa đánh à? Chưa đánh dễ hy sinh lắm. Toàn anh em gặp nhau này, trận đấy mới hay. Tùng Dương và anh Hưng đối đầu Giang và Minh Phú à. Quá hay luôn. 20 có cúp truyền hình Hải Phòng, cái đợt tới em đi làm mất rồi anh ạ, phải nếu mà chủ nhật thì em mới nghỉ được. Em chỉ đi chủ nhật được thôi, bây giờ đi làm rồi. Về cầu không tốt. Cầu ra ngoài sân rồi. Hello bạn Chiến Nguyễn nhá. Góc hơi thấp nên tối, có xem quá không phải góc thấp tối đâu anh ơi. Mà là do sân tối đấy. Trận 3-2, tôi đang ăn đầu với người ơi không rơi ngoài lưng, bằng tôi đi nghĩa thì phải mất. Vâng, rất tự tin được Nguyễn Học, pha cầu ngang rất chính xác. Thường thì các vận động viên mà nếu mà có cảm giác và trình độ không tốt thì những pha cầu thế rất dễ vào lưới ạ. Điểm số rút ngắn 7-10 cho cặp đôi Nguyễn Học và Sơn. Điểm 7-10. Tấn công. Một pha đập cầu vận động viên chuyên đơn, đập điểm dọc biên cực tốt. Điểm 8-10, tiếp tục là một điểm số cho Nguyễn Học và Sơn. 8-10. Cao rồi, không thủ được rồi. Đổi điểm 11-8.
hai đội vận động viên tiến hành đổi sân bởi vì đây là xếp đấu thứ 3 rồi, một trận đấu rất hay. Thử để góc cao lên một chút nha mọi người, tại vì Hùng đang phải ngồi xổm. Hello Hoàng Trung Hiếu, giải Hà Nội mở rộng. Cũng chào. Trận 3-4, đôi nam nữ là 4-5-5. Mời đôi lần thứ 7 gặp đôi thanh quỷ bóng viên để sân trận tỏ. Như này nè. Như thế là trận 3-4, đôi nam nữ là 4-5-5. Mời đôi lần thứ 7. Vâng, có vẻ cặp đôi Đồng Phạm và Hải Ba Sao đang tiến hành những pha công cầu rất gắt. Họ đang dồn ép đối thủ. Nếu mà cứ tiếp tục với thế thủ thì cặp đôi Học và Sơn khả năng cao là sẽ thua. Thủ hay quá nhở, rất đáng tiếc. Nhưng dù sao thì đánh giá cũng thực sự là đánh giá cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta, họ cứng hơn và họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Một pha cầu hụt của vận động viên Hải. Đổi điểm 93. Rất đáng tiếc, cầu ngắn ạ. 14-9 rồi, khoảng cách 5 điểm rồi. Thế trận không còn được cân bằng như những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3 nữa. Lợi thế đang nghiêng hẳn về cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta. Thủ cầu rất ngẫu hứng. Phản cầu hay, rất tự tin. Thằng em Nguyễn Học nó vừa gọi Hùng ra sân mà khả năng nó lại được về sớm rồi. Chắc là nó gọi Hùng ra live stream trận đấu này đây. Nhưng mà rất là đáng tiếc, khả năng cao là hy sinh. Nhưng mà biết đâu có điều bất ngờ xảy ra. Nhưng mà khoảng cách 5 điểm thực sự là hơi khó, trong khi cặp đôi phía gần màn hình họ vẫn đang rất ổn định. Hello anh Hải Hà, giải cầu lông Hà Nội mở rộng anh ơi. Hello anh Phan Cứng Hoàng Đồng nhá. Khéo phết nhá. Thủ quá hay. Vẫn còn. Đồng Phạm thủ mọi tư thế luôn. Cực kỳ thích phong cách của bạn Đồng Phạm này. Rồi, không thủ nữa rồi. Đánh 3 set 21, đây là set đầu thứ 3 nha mọi người. Set đầu thứ 3 nhá Long Hồng. Các vận động viên tì cầu rất hay. Hello chị Hương Sofa, quay ở nhà thi đấu huyện Hoài Đức chị ơi. Ok, xin chào anh Cao Thao nha, giải Hà Nội mở rộng đang được tổ chức tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức ạ. Điểm số đang là 15-12, anh nghiêng về cặp đôi phía gần màn hình và khoảng cách chỉ còn là 3 điểm thôi. Bây giờ mà cặp đôi bên kia đuổi hòa điểm số thì nó mới gọi là hay này. Bên kia có vẻ bây giờ đã chuyển từ thế thủ sang thế công rồi. Đấy là cơ hội cuối cùng dành cho họ. Nếu họ không làm như thế thì chắc chắn là họ sẽ thua. Hello, xem nhiều vẻ hay tương tác với page của anh thì mới được làm fan cứng chứ. Rất tiếc cầu không qua lưới ạ, Hùng cứ tưởng rằng nó qua lưới rồi. Điểm 16-12. Hello anh Hùng Đam Duy, em khỏe nhưng mà hơi ốm một xíu. Vâng, hay quá nhỉ. Không còn nữa rồi, pha dứt điểm rất tốt. 17-12, khoảng cách lại là 5 điểm rồi. Mọi người giúp Hùng chia sẻ đến nhiều người xem hơn được không ạ? Để buổi chiều nay Hùng tiếp tục ở lại sân live stream nào. Ít người xem quá chiều không lý nữa đâu.
rất đáng tiếc, pha chém cầu đầy ngẫu hứng của đồng Phạm nhưng mà không qua lưới. Hải Quốc Oai anh, đúng rồi, Hải Quốc Oai. Rất tốt, bên kia có vẻ buông rồi, chán rồi. Tỷ số 18-13. 19-13 rồi. Khi mà đã thua về tinh thần đối thủ thì cái việc mà chúng ta để thua thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Đấy, chúng ta có thể thấy những điểm số cuối cùng ạ. Liên tục là những điểm số rất đáng tiếc. Tí nữa xuyên đầu. Điểm 20-14, 14-20. Cơ hội gần như là không còn cho cặp đôi phía bên kia rồi. Quá xuất sắc. 21-14, xét đấu thứ 3 kết thúc. Xin chúc mừng cặp đôi Đồng Phạm và Hải Quốc Oai, hay gọi là Hải Ba Sao. Goodbye mọi người nhá. Tí nữa có trận đấu nào hay thì mình sẽ live stream cho anh em xem nhá. Hiện tại thì sẽ kết thúc. Ok bạn Đồng. Ok em. Goodbye mọi người, hẹn mọi người vào live stream tiếp theo của Hùng nhá. Có lẽ là cũng chỉ ít phút nữa thôi. Mọi người hãy theo dõi cái fanpage Sport Hùng Badminton ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi có những trận đấu hay nhất diễn ra nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều bình luận viên Sport Hùng.